Alo mình là bác, chị đi xem bên này mà. Chị có về cho nó anh vừa nói với sao được tập bóng ấy, bây giờ có được mà cho nó anh vừa nói thì chị đang về đây xin xíu cho nó cái đi xem, cái đề đề. Cô lúc chị nói vừa lúc này sao, đi làm thì nào quá lắm. Đi xin xíu nó xong cho nó rest net trời bị đó. Ồ, cứ đi cứ ở dưới này mùa, chị càng về cho cái đấy. Lúc này nó phòng này cho nó yên tiền lộn nào lắm. Ồ, đã cho thì phòng này bà lại có xíu để cho nó, lúc này nó đi vào hút. Cho nó đá lý ra và nó bà chắc đi làm gì đó. Và đi đi cứ trên tiêu sử sẽ vào nhà chị chơi máu cho nó lúc trên nào yếu cho nó cái đi xem này lâu nào kìa. Ok, thì mà cho nó lưu chắc rồi chị ạ, cho nó lưu máu ra này kìa. Ok, thì mà nó cho nó sử cho nó lưu máu đi chị ạ. Ok, phone number cả rồi tôi nhạc cô thì là nó email rồi English học kìa AUNG ngaung@gmail.com được rồi. Đó rồi cứ đi mà validation thì mà ra video thì mà save rồi rồi. Ok thì mà cho nó lấy sạch thì ông bán lên đấy. Ok chăm như là gì? Tông thế shit là nè. Tông thế shit là nè. Con này sẽ mình làm đọc. Lý sản phẩm này gọi là gì vậy? Cha Maha Noe Sinh Giác Quật Như này có Ông này là gì? Như Nè Năm lưu trài Năm lưu nữ lúc bây giờ hả? Ok, bây giờ thì mà cho nó xếp trả lại. Ok, bây giờ thì mà cho nó thuê hả? Ê, đáng nhạc khách là cho nó thì còn đi vào vì lâu lâu lại là gì? Thế cứ cố bình là gì? Thì đi ra đi, nó không trao bộ. Thì nó trong trang nhà này, cho nó service này mà cho nó dưới đây service này mà service này mà là student service này mà thì ra đi tì thuê hả? Công sở đá đấy mà. Thật biết chủ vì lâu lâu lại là đi ra đi trao bộ, thì biết là trời đấy ạ. Anh nào PC một cái lỗ chẳng này, lỗ chẳng là HTML5 mà bây giờ này thì API này xịn quá session storage gì xịn đấy, chỉ ông nhá, cho nó thì browser này phân chia lại HTML5 của support đầu tiên họ đi xịn đấy, inspect cho nó chia lại họ, tu mà thì mà storage là chỉ mà số storage memory và cái gì đó, chờ cái gì vậy? Source console memory application xem mà ok đi mà session storage chia local storage chia index db chia web sql chia cookies chia sao chia đi mà cho nó thì nào thì tao tin nó ra nhà ấy chia web sql mà cho nó biết không đó mày chả nhân nonsense luôn trên này web sql rồi bảo chia đó mày thì cái gì sau đó đâu cha này rồi đó rồi cái này anh tôi nhà mà rồi cho nó nhá rồi sao bảo mà anh nói nói thì tôi nhà firebase tôi nhà Firebase là cái nhà bất sản trong này cho nó chọn được cái cho nó REST server tôi bị REST mà tôi nào đó login nó cũng nhập chưa được này. Cái máy cũng sáng này luôn cả là rồi thì cái gì sinh trên này cho nó bảo tôi nói rõ session storage gì local storage gì session storage là tab cái khu bộ mà to bị rồi mà ấy session thì đang nên sau bị cần tính nào local storage là đi browser bộ mà thì đang cần tính nào session storage là đi thì đang cho nó đi tab của phía này trang quen phía mà bảo là rồi vì lâu lâu nó nhà chấp chỉ đi đường nhà này xây dựng chỉ đi đường nhà này lúc cái chỗ này chả browser cứ lâu mà tính ra là cái đấy cho nó cứ cứ chơi bị rồi biến bay bị biến bay bị rồi xem cho nó browser này bị rồi cái chỗ clear mà nó không chơi thì ra cái chỉ này mà vậy sau đó đam mê anh storage lúc cái storage session storage à bảo bên này là string này bên này là key này value key value tên nó chơi bị tên nó nhà cái đấy. Thì cái này thì productively level mà tôi mình sẽ nói xin gì bảo tất cả thì tôi nói Redux rồi hàm này tôi mình cho nó REST của chúng ta bây giờ mà tôi tên nhưng mà sau mà tôi tên nhập vào cái hộ tôi cũng toa trên mà đấy mà nó lo gì đó local storage của chúng ta tôi bị tên chỉ cho hay đâu cho nó service của chúng ta ok cho nó service mà constructor đấy mà cho nó thì có cái nào tiền phiền lại bây giờ ok save lâu vì sao này cho nó lâu vừa rồi là cái gì
konsena pun misalnya lebur asli. Di macam lo di konsena pun misalnya. Of look at stories actually, yeah. Get item. Get items actually. Name it. Cukup jenuh pun ya. Jenuh student students ini nama ni. Pilih nama tu jenuh lah. Sih ya. Tu jenuh JSON ni jenuh password. JSON soalnya. Password. Jenuh lah. Password ni ha, jenuh lah. Di nama list loop ini. Di tu ya list. Of this list one. Okay. Ada kalau di mana if this list ka nak je. Kamu lu sini. This list ka now you will be empty your value of your value so let's talk about okay this will be again so we can read it okay so this is I don't look at storage that again I don't know if you don't want to know you cannot don't you know you don't know today and save is on it general dima bottom of the local storage set item dima general so so no one never students ဒီ name ကို general constant နဲ့ base လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ const storage storage ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော် std student လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ okay ဒီမှာကျွန်တော် st storage ပြီးတော့storage ဆိုတဲ့ name နဲ့ json string define string ပြောင်းပြောင်းမယ်ဘယ်ရောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ this ရဲ့ list ကို save ပြန်လုပ်အောင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ် students ਆ မရှိတော့ပါဘူး location ပြောင်းလို့မရှိသေးဘူး session storage ပြောင်းလည်းပါမရှိသေးဘူး student ပြောင်းထည့်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် on ထည့်မယ် phone number က3998ထည့်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာaungr@gmail.com ကျပြီးတော့မှာကမ္ဘာရုပ်ရန်ကုန်ထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော် save လိုက်အဲ့တော့ထားရကျွန်တော်ဒီမှာ reload ပြန်လုပ်ကြည့်ရအောင်အောင်ရှိနေပါမယ်လိုကစရိတ်ချင်မှကြောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက်ထည့်တာ student ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အောင်ဆို json file ဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ချက်မယ်မောင်မောင် phone number ကိုတော့ဒုညကိုထည့်လိုက်ပဲပြီးရင် amirang မောင်မောင် gmail.com ထည့်ရဲရန်ကုန်လို့ထည့်။ Okay. Save လိုက်တယ်။သူ reload ပြန်လို့ကြည့်အောင်ပြ။ refresh ပြန်လို့ကြည့်ရင်ဒီမှာ data နှစ်ခုထွက်သွားပြီ။အောင်ရောမောင်ရောဝင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် browser ကိုပြန်ပိတ်တယ်ဗျာ။ browser လေးပိတ်လိုက်တယ်ဗျာ။ပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ localhost 4900ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောင်ရောမောင်မောင်ရောနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိတာပြရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကပျောက်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးကွာ။ကျွန်တော်တင်မြင်တာကဖြတ်တော့မှာသာ data တွေကပျောက်မှာဖြစ်တော့တယ်နော်။ကဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကအခု edit လုပ်လို့ရပြီ။ function နဲ့ validation လုပ်လို့ရပြီ။ list မှာလည်း data တွေသိနေတဲ့ data လေးပြန်ပေါ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာ edit လုပ်မယ်၊ delete လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်။အဲဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီdatabase server နဲ့တွေ့လိုက်ကြပါနော် rest ကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်ကြပါတော့အဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကလည်းဖြစ်ပါတယ်